Rồi, hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương ạ. Thì kênh mình chuyên mua bán các loại điện thoại cũ giá rẻ. Địa chỉ là hẻm 179 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Và số điện thoại liên hệ bên mình là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn ha. Rồi thì nếu mà anh chị nào ở gần địa chỉ này thì mình có thể đến trực tiếp để xem máy, test máy luôn nha anh chị. Còn ở xa thì bên em sẽ ship toàn quốc cho anh chị ha. Phí ship thì dao động từ khoảng 30 đến 4 ngàn, đến 40 ngàn là khách hàng trả nha anh chị. Rồi bên em bán là chế độ bảo hành ấy là bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần, nếu lỗi làm gì thì đổi trả 1 đối 1 ha. Còn về bảo hành ấy thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng ạ. Anh chị lưu ý giúp em là khi mà shipper giao hàng cho mình ấy thì anh chị phải kiểm tra hàng nha, kiểm tra hàng đúng máy đúng mẫu, test ok rồi mình mới nhận hàng nha anh chị. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là một con dòng máy Redmi 9T ha, mã số 1 nha anh chị. Hôm nay em có đánh dấu số thứ tự, anh chị xem được con nào ấy thì mình cứ chốt con đó ha. Như là mã số 1 là máy Redmi 9T nè, đó Redmi 9T. Em có về hai bản màu nha anh chị, màu cam và màu xanh dương này, đó cam và xanh dương. Con này thì màn hình của nó là màn hình LCD 6.53 inch nha anh chị, đó Redmi 9T. Bản RAM 4, bộ nhớ là 64 GB ạ. Con này thì nó sở hữu chip Snapdragon là 662 và pin của nó cực kỳ trâu nha anh chị, 6000 mAh ha. Camera của nó là 48 megapixel nha anh chị. Cam bằng ok này, cam của nó là nằm ở bên hông ha. Đó. Máy tầm khoảng 95% nha anh chị. Bên em bán giá niêm yết là 1 triệu 9 nha. Giá 1 triệu 9. Có tặng cho anh chị sạc này, ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ. Đó, cam rất là đẹp luôn nha anh chị. Redmi 9T ạ. Giá bán cho anh chị là 1 triệu 9 này, màu cam và màu xanh dương. Xài được hai sim nha anh chị ơi, hai sim. Rồi tiếp theo mình qua mẫu số 2. Mẫu số 2 là một con dòng máy Redmi Redmi Note 9S ạ. Con này máy cũng tầm khoảng 95% nha anh chị. Màn hình lớn 6.67 inch. Đó, màn hình cực kỳ lớn luôn nè. Đó, sáng đẹp nha anh chị. Màn sáng. Redmi Note 9S nè. Con này bản RAM 6, bộ nhớ là 128 GB nha anh chị. Và pin của nó là 5000 mAh. Con này nó sở hữu chip Snapdragon là 720G ạ. 720G nha anh chị. Pin trâu khỏe, con này thì nó sạc 18W ha, hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Vân tay bên hông này, đó. Mã số 2 nha anh chị là Redmi Note 9S, giá bán cho nhà mình là 2 triệu tư ha, giá 2 triệu tư. Có sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ luôn. Màu trắng nha anh chị. Rồi tiếp theo mình qua mẫu số 3. Mẫu số 3 là một con dòng máy Samsung ạ. Đây là Samsung A03s này. Samsung A03s thì em mới về cũng tầm khoảng chục con nha anh chị. A03s có màu đen và màu màu xanh dương ha, đen và xanh dương. Đó, con này tầm khoảng 96-97% luôn nha anh chị. Màn hình LCD 6.5 inch ạ. Đây ha, em sẽ vào phần cài đặt giới thiệu cho anh chị nè. Galaxy A03s, con này bản RAM 4, bộ nhớ là 64 GB nè. Đó, Galaxy A03s ha. Phiên bản Android 13 chấm nha anh chị. Và con này thì RAM 4, bộ nhớ là 64 GB. Samsung A03s này RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Pin của nó là 5000 mAh ha. Con này nó có vân tay nha anh chị. A03s là có vân tay ha. Còn A02s là mình không có. Đây, hôm trước thì em bán A02s thì hết rồi nha anh chị. Còn cái này là A03s nè, có vân tay hết luôn nha anh chị. RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Pin của nó là 5000 mAh. Mã số 3 ha. Bên em bán giá niêm yết là 1 triệu 8 này. 1 triệu 8 nha anh chị. Sạc ốp lưng dáng cương lực đầy đủ cho anh chị nè. Samsung A03s giá 1 triệu 8. Rồi tiếp theo mình qua mã số 4. Mã số 4 là một con dòng Vivo Y31 ạ. Bản màu xanh tím nha anh chị. Con này thì hình thức của nó tầm khoảng trên 95% ha. Màn hình LCD 6.5 inch ạ. Giới thiệu về điện thoại là Vivo Y31, RAM 8, bộ nhớ 128 GB. Và con này sở hữu chip Snapdragon là 662 nha anh chị. Pin của nó là 5000 mAh ha. Vân tay ở bên hông nha anh chị. Máy xài full chức năng, xài được hai sim ạ.
Giá bán cho anh chị là 2,4 triệu nha anh chị ơi, 2,4 triệu. Cho bảng RAM 8 bộ nhớ 128 GB ha, giá chỉ có 2,4 triệu thôi. Có đầy đủ phụ kiện cho anh chị nè, mã số 4 là Vivo i31 2,4 triệu ạ. Tiếp theo qua mã số 5. Mã số 5 là con Vivo i12s bản màu xanh nhạt. Con này em mới gỡ keo cái mặt sau ra nha anh chị, nên còn rất là đẹp, rất là mới ha. Con này thì màn hình của nó cũng là màn hình LCD ha, 6.5 inch. Vivo 2026 với còn gọi là Vivo i12s. RAM 4 bộ nhớ là 128 GB. Pin của nó cũng trâu nha anh chị, 5000 mAh. Con này em đỡ là giá cho anh chị là 1 triệu 9 ha. RAM 4 bộ nhớ 128 GB, giá 1 triệu 9 này. Con này em cũng tặng full phụ kiện cho anh chị nè. Vivo i12s ạ. Giá 1 triệu 9 cho bản RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Rồi tiếp theo mình qua mã số 6. Mã số 6 là em còn hai con dòng máy Oppo F9 nha anh chị. Con này nó có màu đỏ nha anh chị, màu đỏ. Máy len keng luôn ha. Oppo F9 hàng công ty chính hãng nha anh chị. Con này thì RAM 4 bộ nhớ là 64 GB và nó chạy chip là chip Helio B60 nha anh chị, B60. Xài được hai SIM, máy full chức năng, vân tay đầy đủ hết ha. Mã số 6 giá bán là 1 triệu 6 này. Đó, Oppo F9 màu đỏ nha anh chị ơi, giá 1 triệu 6. Tiếp theo qua mẫu số 7. Mẫu số 7 là một con dòng máy Redmi 9 bản màu xanh nè. Em còn duy nhất một con màu xanh thôi nha anh chị ơi. Con này thì màn hình của nó 6.5 inch. Redmi 9 RAM 4 bộ nhớ 64 GB ạ. Và con này pin của nó là 5020 mAh ha. Đó, pin trâu khỏe, màn hình lớn nha anh chị. Con này nó chạy chip là chip G85 nha anh chị ơi, G85. Giá bán cho anh chị là 1 triệu 7 ha. Redmi 9 bên em bán giá 1 triệu 7, có đầy đủ phụ kiện luôn. Con này thì hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Vân tay ok hết nè. Redmi 9 giá 1 triệu 7 ạ. Em sẽ test cái phần cam nè. Đó, cam trước cam sau đẹp nha anh chị. Redmi 9 màu xanh. Giá bán 1 triệu 7. Rồi, tiếp theo mình qua mã số 8. Mã số 8 là một con dòng Redmi Redmi 10C nè. Redmi 10C màu đen. Con này thì cái màn hình của nó là màn hình LCD 6.7 inch nha anh chị, màn hình cực kỳ lớn luôn nè. RAM 4 bộ nhớ là 64 GB. Đây nha, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Con này thì pin của nó là 5000 mAh. Đó, hỗ trợ sạc 18W nha anh chị. Vân tay ok hết nè, vân tay bên đây. Con này em đỡ là giá cho anh chị là 1 triệu 9 ha. Redmi 10C nha anh chị, giá 1 triệu 9. Con này nó sở hữu chip Snapdragon là 680 ạ, 680. Giá bán 1 triệu 9 này, bản màu đen nha anh chị, Redmi 10C ạ, giá 1 triệu 9. Rồi tiếp nữa là một con dòng máy Redmi 10, Redmi 10 là mã số 9 ạ. Mã số 9 Redmi 10 bản màu đen này. Con này thì màn hình của nó là màn hình LCD 6.5 inch. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị. Con này nó chạy chip Helio là G88 ha. Đó, Redmi 10. Pin của nó là 5000 mAh này, có hỗ trợ sạc nhanh. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 2 nha anh chị. Redmi 10 bên em bán giá 2 triệu 2 này. Đó, vân tay ok hết ha. 2 triệu 2. Đầy đủ phụ kiện luôn. Redmi 10 2 triệu 2 ạ. Rồi tiếp theo mình qua mã số số 10. Mã số 10 là một con dòng Redmi Note 8 bản màu xanh xanh nhạt nha anh chị. Màu xanh nhạt, con này thì hình thức của nó tầm khoảng 95% ha. RAM 4 bộ nhớ 64 GB và con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Mình mua về xài chơi game vô tư ha. Con này em đỡ lại giá cho anh chị là 1 triệu 8 này. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64 GB, bên em bán giá 1 triệu 8 thôi nha anh chị. Redmi Note 8 ạ. Mã số 10 nè. Rồi tiếp theo qua mã số 11. Mã số 11 là một con dòng Realme C 12 ạ. Màu đỏ nha anh chị. Con này thì tầm khoảng 95% hơn nè. Màn hình 6.5 inch.
À, con này pin cũng nói tới 6.000 mAh nha anh chị, pin cực kỳ trâu luôn nè. Realme C 12 RAM 3 bộ nhớ 32GB ha, màn hình 6.5 inch, pin trâu khỏe 6.000 mAh, full chức năng vân tay đầy đủ nha anh chị, giá bán là 1,5 triệu nè. Đó. Anh chị nào muốn điện thoại mà pin trâu khỏe thì nên mua mấy con này xài nha anh chị. Đó. Mấy cái ứng dụng nghe gọi Zalo, lướt TikTok. Đó, Facebook gì khá là ok nè, giá chỉ có 1,5 triệu thôi. Rồi tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 là dòng Oppo A16K. Bản màu xanh dương ạ. À. Con này thì hôm nay em cũng thanh lý cho anh chị luôn ha. Bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB này. Đó. Oppo A16K RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin là 4230, em đỡ là giá cho anh chị là 1,5 triệu luôn nha. Giá 1,5 triệu. Oppo A16K này. Đó, giá 1,5 triệu. Màn hình của nó 6.5 inch nha anh chị. Rồi tiếp đến là một con dòng máy mã số 13. Mã số 13 là bên em có Samsung A21s này. Bản màu đen nè. À. Con này thì màn hình của nó 6.58 inch nha anh chị. Galaxy A21s RAM 3 bộ nhớ là 32GB, pin thì 5000 mAh, con này phiên bản Android 12 chấm này. Giá bán cho anh chị là 1,7 triệu này. 1,7 triệu. Đó, Samsung A21s giá 1,7 triệu ạ. À. Rồi tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là một con dòng Oppo A55 ạ. À. À, con này thì ngoại hình cũng nói tầm khoảng 92-93% nha anh chị, có xước nhẹ theo thời gian ha. Màn hình 6.5 inch. Oppo A55 con này nó chạy chip Helio là G35 nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Giá bán là 2,1 triệu này. Oppo A55 giá 2,1 triệu ha. Mã số 14 là 2,1 triệu. Rồi tiếp theo mình qua mã số 15. Mã số 15 em có hai con nha anh chị, hai màu khác nhau. Màu đen và màu xanh dương ạ. À. Hình thức của nó tầm khoảng 96-97% luôn nha anh chị. Máy đẹp keng luôn nè. À, Vivo 1938 hay còn gọi là Vivo Y30 nè. RAM 4 bộ nhớ 128GB nha anh chị. Mấy cái dòng này xài rất là bền luôn nè. Cực kỳ to. Cái âm thanh của nó cực kỳ to luôn nha anh chị. Em đỡ lại giá cho mọi người là 2 triệu chẵn ha. RAM 4 bộ nhớ 128GB. Vân tay ok hết nha anh chị. Giá bán là 2 triệu chẵn hả, mã số 15. Rồi tiếp theo mình qua mã số 16. À, mã số 16 là một con dòng máy Huawei i9 Dream 2019, bản màu đen nha anh chị, màu đen, máy tầm khoảng 92-93% nè. À, con này thì cấu hình của nó thì RAM 4 bộ nhớ 128GB nha anh chị. Nó sở hữu chiếc pin Ryzen là 710F nè. Pin thì 4000 mAh ha, nói chung pin bọng ok nha anh chị. Cam trước của nó là thiết kế cam thụt thò này. Đó, cam trước là cam đẩy lên thụt thò này ha. Giá bán cho mọi người là 1 triệu 6 nha anh chị, 1 triệu 6. Con này em tặng cho anh chị một miếng dán cương lực và bộ sạc nha. Rồi, tiếp theo mình qua mã số 17. Mã số 17 là một con dòng máy Realme 9i ạ. À. Bản màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. À, con này thì tầm khoảng 96% ha. Màn hình LCD 6.6 inch nè. Tên thiết bị là Realme 9i. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64GB ạ. À. Con này phiên bản Android 13 chấm nha anh chị. À, nó chạy chip Snapdragon là 680 ha. Và con này nó sở hữu cái loa kép nha anh chị. Âm thanh của nó rất là to luôn. Đó. Cam bọng gì. Cam bọng tương đối ok nha anh chị. Đó. Giá bán cho mọi người là 2 triệu 3 ha. Realme 9i nha anh chị. Giá 2 triệu 3. Có sạc ốp lưng và dán cương lực này. Đó. Rồi tiếp theo mã số 18. Mã số 18 thì em có hai màu nha anh chị. À, Samsung A12 ha, màu đen và màu xanh lá nè. Màu đen thì bản RAM 6 bộ nhớ 128GB. Đây, Galaxy A12. À, phiên bản Android 11 chấm này, RAM 6 bộ nhớ 128GB, pin của nó là 5000 mAh, em đổi lại giá cho anh chị là 2 triệu 3 ha. Còn đối với cái con mà màu xanh 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 lá thì RAM 4 bộ nhớ 128GB.
đó, máy full chức năng không lỗi lầm gì hết nha anh chị. Em đổi lại giá là 2 triệu 2 này, màu xanh lá thì 2 triệu 2 mà màu đen thì giá là 2 triệu 3 nha anh chị. Rồi tiếp nữa là mã số 19. Mã số 19 là một con dòng máy Samsung A32 này. Đó, Samsung A32 hàng đẹp keng chính hãng nha anh chị. Con này thì bản RAM 6, bộ nhớ 128GB nè. Màn hình Super AMOLED 6.4 inch ạ. Con này phiên bản Android 12 chấm nha anh chị. Pin của nó là 5000 mAh ha, pin rất trâu nha anh chị. RAM 6, bộ nhớ 128GB. Vân tay thì ở dưới màn hình nha anh chị. Vân tay hiển thị ok hết ha. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 9 nha anh chị. Giá 2 triệu 9. Oppo A32 này, giá 2 triệu 9 đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp nữa là con dòng máy Samsung A23. Samsung A23 là mã số 20 nha anh chị, nó có màu xanh nhạt này. Con này cũng còn keng nha anh chị. Máy mới thu của người dùng ha, còn rất là len keng luôn. Con này bản RAM 4, bộ nhớ là 128GB, màn hình của nó 6.7 inch nha anh chị. Đó, Galaxy A23 này. Phiên bản Android 13 chấm nha anh chị ơi, con này pin của nó là 5000 mAh và nó chạy chip Snapdragon là 695 nha anh chị, giá bán là 2 triệu 9 ạ. Samsung A23 giá 2 triệu 9. Mã số 20 nha anh chị, mã số 20 là 2 triệu 9 nè. Rồi mình qua mã số 21. Mã số 21 là con dòng Samsung A22 ạ. Đây là Samsung A22 bản màu màu đen nha anh chị, màu đen. Con này thì màn hình của nó cũng là màn hình Super AMOLED luôn nha, 6.4 inch nè. Con này bản RAM 6, bộ nhớ 128GB, phiên bản Android 13 chấm nè. Pin của nó là 5000 mAh ạ. Giá bán cho anh chị là 2 triệu 8 này. Samsung A22 4G nha anh chị, giá bán 2 triệu 8. Con này thì vân tay ở bên hông ha, giá 2 triệu 8 thôi. Mã số 21 là 2 triệu 8. Rồi tiếp theo qua mã số 20, 22. 22 là một con dòng Realme 7 này. Realme 7 nó có màu màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. Con này tầm khoảng 95% ha. RAM 8, bộ nhớ 128GB này. Realme 7, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Con này nó chạy chip Helio là G95 nha anh chị, G95. Phiên bản Android 12 chấm ạ. Pin thì 5000 mAh nha anh chị, con em đổi lại giá là 2 triệu rưỡi nè. Realme 7 bên em bán giá niêm yết là 2 triệu rưỡi nha anh chị, 2 triệu rưỡi. Có đầy đủ phụ kiện ạ. Rồi tiếp theo mình qua mã số 23. Mã số 23 em còn hai con nha anh chị, hai con hai màu khác nhau ha. Một là màu xanh, hai là màu trắng nè. Đó, hình thức của nó tầm khoảng 96 đến 7% nha anh chị ơi. Cấu hình thì RAM 4, bộ nhớ là 64GB này, con này phiên bản Android 12 chấm ha. Máy còn len keng rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, mua về xài chơi game Liên Quân, Free Fire, PUBG gì ok hết ha. Đó, máy rất đẹp luôn, pin 5000 mAh. Giá bán là 2 triệu mốt nha anh chị, giá 2 triệu mốt. Vivo Y21 ha, giá 2 triệu mốt, có đầy đủ phụ kiện nè. Rồi tiếp theo qua mã số 24. 24 là một con dòng máy Oppo A31 ạ. Oppo A31 thì em có bản màu đen nha anh chị, màu đen. Con này thì RAM 4, bộ nhớ của nó là 128GB này. Màn hình 6.5 inch nha anh chị. Đó, Oppo A31. Pin 4230 ha, giá bán là 1 triệu 8 này. Giá 1 triệu 8 nha anh chị, con này thì em cũng tặng cho anh chị đầy đủ phụ kiện nè. Em còn một con duy nhất thôi, bản màu đen, giá là 1 triệu 8 ha, mã số 24. Rồi tiếp theo mã số 25. Mã số 25 là một con dòng máy Samsung A02 bản màu xanh lá. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB nha anh chị, thích hợp cho anh chị mua về xài, nghe gọi Zalo, YouTube, lướt TikTok, Facebook gì đó thì khá là thoải mái ha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin của nó là 5000 mAh này, màn hình 6.5 inch. Giá bán là 1 triệu 350 ạ. Samsung A02 bản màu xanh lá nha anh chị, giá 1350.
Đó, giá 1350 ha, mã số 25 là 1.350. Rồi tiếp theo mình qua mã số 26. Mã số 26 là bên em còn con Vivo Y91C này. Con này nó có màu xanh tím nha anh chị. Bản 32GB ha. Màn hình của nó là 6.2 inch ạ. Vivo Y91C hay còn gọi là Vivo 1820. Giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn nha. Màu xanh tím giá 1 triệu chẵn. Con này thì em cũng tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực này. Bản 32GB nha anh chị. Giá chỉ có 1 triệu chẵn thôi. Vivo Y91C này. Rồi tiếp theo mình qua mã số 27. 27 là dòng máy Realme C3 màu xanh dương ạ. Con này thì tầm khoảng 90-92% nha anh chị. Cái màn hình của nó này, mặt trước, kính trước có hơi xước nhẹ nha anh chị. Đó, kính trước có hơi xước nhẹ. Màn hình lớn 6.5 inch. Con này thì RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Pin của nó là 5000mAh nha anh chị. Con này nó chạy chip G70 ha. Bên em bán giá niêm yết là 1.3 nè. Realme C3 nha anh chị, giá 1.3. Đó, con này em cũng tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ nè. Realme C3 giá 1.3. Rồi tiếp theo qua mã số 28. Mã số 28 là một con dòng máy Realme 3. Bản màu xanh ha, con này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình của nó là 6.2 inch nha anh chị, màn hình LCD này. Pin 4230 ha, máy xài được 2 SIM nha anh chị. Con này em để lại giá là 1.1 triệu nè. Realme 3 nha anh chị, giá bán 1.1 triệu. Em tặng cho anh chị miếng dán cương lực và bộ sạc nè. Rồi tiếp theo qua mã số 29. Mã số 29 là một con dòng máy Redmi 9A. Bên em còn hai con ha, màu đen và màu xanh nha anh chị, đen và xanh nè. Bản 32GB ạ, RAM 2, bộ nhớ 32GB. Mấy con này mua về cho mấy bé xem YouTube, lướt Facebook, TikTok. Đó, màn hình của nó là 6.5 inch này. Và pin trâu khỏe nha anh chị. Bản 32GB đây ha. Pin trâu khỏe, xài được 2 SIM, có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Giá bán là 1.2 triệu nè, Redmi 9A nha. Rồi tiếp theo mã số 30. Mã số 30 là một con dòng máy Samsung J6. Con này màn hình của nó nhỏ gọn nha anh chị, tầm khoảng 5.6 inch thôi ha. 5.6 inch thôi. Nói chung mà nhỏ, bỏ vừa cái lòng bàn tay nha anh chị. Mua về xài làm máy phụ khá là ok nè. Con này thì cái màn hình nó là màn hình Super AMOLED nha anh chị. Sáng đẹp, không ám hố phản quang nha. RAM 3, bộ nhớ là 32GB này. Con này phiên bản Android 10 chấm nha anh chị. Máy xài được 2 SIM ạ. Em đỡ lại giá cho anh chị là 1 triệu chẵn nè. Đó, cam bỏng rất là đẹp luôn ha. Samsung J6 giá 1 triệu chẵn, mã số 30 nha anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 31. Mã số 31 là bên em còn 3 con nha anh chị. Đó là Samsung J6 cộng, hay còn gọi là Samsung J6 Plus ha. Em có 3 màu khác nhau này, đỏ, xanh và đen nha anh chị, đỏ, xanh, đen. Màn hình của nó 6 inch ạ. RAM 3, bộ nhớ 32GB này. Con này pin của là 3300mAh ha. Nó có vân tay ở bên hông nha anh chị. Samsung J6 Plus, bên em bán giá niêm yết là 1.1 triệu thôi nha anh chị ơi, giá 1.1 triệu. Đầy đủ phụ kiện cho nhà mình luôn ha, bao gồm sạc này, ốp lưng này, dán cương lực đầy đủ cho anh chị nè, đó. Samsung J6 cộng giá 1.1 triệu ạ. Rồi cuối cùng thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái con máy Samsung A10. Samsung A10 thì em còn hai con nha anh chị, hai con, bản màu đen và màu đỏ nè. Đen và đỏ nha anh chị ơi. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Con này dòng pin của nó là 3400mAh ạ. Máy xài được 2 SIM nha anh chị. Xài được 2 SIM, có hỗ trợ mạng 4G ha. Đó, Galaxy A10 này, full chức năng nha anh chị. Em đỡ lại giá giá cuối like cho anh chị 900.000 một con ha. Đó, cuối like em đỡ lại hai con này cho anh chị giá 900.000 một con. Máy xài full chức năng, không lỗi làm gì hết nha anh chị, giá chỉ có 900 thôi. Samsung A10 này, em có tặng cho anh chị sạc ốp lưng và dán cương lực ha. Em còn hai màu đỏ và đen ạ. Rồi thì em sẽ kết thúc video đây ha. Thì anh chị cô chú nhà mình xem được con nào mà mình cảm thấy ok và hợp túi tiền á, thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho em ha, qua số điện thoại là 0879 182 796, hoặc mình nhắn tin Zalo qua số này cho em cũng được ha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.